Xin chào các bạn, mình là Thái, đến từ học24.vn. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn chế tạo một dụng cụ hay là một hệ giao thoa dùng để thí nghiệm giao thoa ánh sáng. Mục đích của thí nghiệm này là dùng để chứng minh ánh sáng có tính chất sóng. Và sau đây, chúng ta cùng đến phần lý thuyết. Để có thể tiến hành thí nghiệm giao thoa ion thì chúng ta sẽ cần những dụng cụ sau. Thứ nhất là một nguồn sáng có sóng lambda. Thứ hai là khe ion với khoảng cách giữa hai khe là A nhỏ. Thứ ba là một màn chắn dùng để hứng ánh sáng sau khi giao thoa. Khoảng cách giữa khe ion đến màn chắn này là D lớn. Thì lúc này nguồn sáng sẽ chiếu đến khe ion hai nguồn sáng thứ cấp là S1 và S2. Và hai nguồn này sẽ chiếu ra màn. Chúng ta sẽ có một vùng giao thoa giữa hai ánh sáng này, gọi là vùng giao thoa. Và đây là hình ảnh ở vùng giao thoa. Các bạn có thể thấy là có những vạch sáng xen kẽ những vạch tối. Thì những vạch sáng này nó chính là những ánh sáng có cùng pha, chúng sẽ tăng cường lẫn nhau và tạo ra vân sáng. Có những vùng tối là những ánh sáng ngược pha và chúng sẽ triệt tiêu nhau, tạo ra vân tối. Và chúng ta có công thức để tính khoảng vân Y sẽ bằng lambda D và chia cho A. Và vậy chúng ta có những cách nào để ta có thể tăng khoảng vân Y lên để quan sát hiện tượng này dễ hơn? Chúng ta có công thức của về khoảng vân như trên thì chúng ta sẽ có những cách sau. Thứ nhất đó là sử dụng ánh sáng với vân sóng dài. Với những ánh sáng dài thì chúng ta thường sử dụng ánh sáng với miền đỏ. Thứ hai là giảm khoảng cách hai khe ion là A nhỏ. Và thứ ba là chúng ta có thể kéo xa màn chiếu và tăng khoảng cách D. Và mục đích của thí nghiệm này đó chính là chứng minh ánh sáng có tính chất sóng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tiến hành thí nghiệm. Ở bước chuẩn bị, mình sử dụng thứ nhất là một giá, thứ hai là một đèn laser, thứ ba là một lưỡi dao lam và cuối cùng là một chiếc kim. Đầu tiên, chúng ta sẽ tiến hành chế tạo khe ion bằng cách là sử dụng một lưỡi lam, một cái kim và một giấy bìa đứng như thế này. Chúng ta sẽ tiến hành. Như các bạn đã biết thì nếu khoảng cách giữa hai khe ion càng nhỏ thì khoảng vân chúng ta nhìn thấy càng rõ. Các bạn có thể như sau. Đầu tiên, bởi vì da tem rất là sắc thì các bạn chú ý khi bẻ nhé. Sẽ bẻ luôn da tem này. Sau đó các bạn sẽ sử dụng keo nến và gắn hai con dao lam này lưỡi lam vào đây. Các bạn quay lưỡi lam vào trong nhé. Tiếp theo, các bạn sẽ sử dụng kim để gắn tiếp vào đây. Các bạn chú ý là khe ion của chúng ta càng nhỏ thì khoảng vân chúng ta càng thấy càng dễ. Sau đó các bạn cho nó gần càng hết mức có thể, mình nhớ phải có khe hở. Ở đây các bạn có khe ion như thế này. Tiếp theo các bạn sẽ gắn cầm số chân dán như thế này. Cái dán này các bạn đã biết cách làm từ cái video trước là video sóng dần rồi. Thì ở đây mình có đèn laser và đèn này thì nó tương đối nặng nguy hiểm. Thế nên các bạn tuyệt đối không được xoa vào mắt này và không nên đưa cho các bé để vì có thể gây chóng mắt. Ở đây thì mình sẽ gắn na đèn laser vào phía chân như này. Sau đó các bạn sử dụng những khe ion này vừa làm xong, các bạn gắn sao cho cái đèn tia laser này nó vừa đi qua khe ion của chúng ta. Sau khi các bạn gắn đèn và khay ion vào trên giá
chúng ta có một hệ giao thoa như thế này. Các bạn có thể sử dụng túi bóng màu đen, hoặc là ở đây mình sử dụng một chiếc túi vải màu đen để làm màn chiếu. Và đây là một số hình ảnh của hiện tượng giao thoa.